Hello cả nhà nha. Hôm nay chia sẻ với cả nhà cái cây nho thân gỗ nha. Nho thân gỗ nhà em có mấy cây, nhưng mà hôm nay em quay cho cả nhà tham khảo. Nếu mà ai có ý định ở Melbourne trồng nho thân gỗ thì không có sợ bị chết đâu nha. Nho thân gỗ rất là dễ sống, không có chết. À, em trồng cũng hơi lâu rồi, bây giờ mình quay vườn chia sẻ với cả nhà nha. À, bắt đầu đi theo chân em ha. Đầu tiên là cũng không phải, nhưng mà em ăn có mấy kỳ, nhưng mà kỳ này là kỳ đầu tiên mà nó ra trong cái mùa gần đông á cả nhà. Bây giờ là cả nhà thấy em hái không, ăn thử nha. Nó mọng nước mà nó ngon lắm. Khi mình ăn vào nó sẽ có cái vị làm hương mãng cầu nha, thoang thoảng mãng cầu. Mà khi mình ăn lâu mình ngậm cái hòa hạt của nó thì nó lại thoang thoảng cái mùi măng cụt. Cho nên là cái nước nó ngọt thanh lắm, không có gắt. Nó mọng nước mà nó ngọt thiệt là ngọt. Cái da thì nó hơi dai thôi cả nhà, còn nhiêu cũng ngon hết trơn. Rồi cái này là qua mấy ngày sau nữa nó chín rộ nữa rồi, em hái thêm nữa nè cả nhà. Cứ 2-3 ngày là mình sẽ hái được, nhưng mà mình ăn đều đều mỗi ngày mỗi ít. Nhưng mà nếu mình để lại thì vài ngày mình hái sẽ mọc bụm tay giống vậy đó cả nhà. Nó cứ ra liên tục giống vậy, nhưng mà nếu mà mình đủ trời sức nóng thì nó ra nhiều lắm. Còn ở Melbourne mình thì những ngày nóng nó mau chín ơi là mau chín luôn. Nhưng mà khi mà nó vô đông thì em thấy nó chậm lại, mà cái hoa của nó nở cũng không có kịp đó cả nhà. Cả nhà thấy những cái nốt sùng xì ở trên cái thân cây không? Nó là hoa của nó đó cả nhà. Chứ giống y như cái mục mụn mình vậy đó. Giờ mình ăn cái này thì nó mọc cái khác lên, nó mọc trái con đó cả nhà. À, cái cây này tính ra cũng lớn tuổi dữ lắm rồi. Khi em mua thì nó cũng đã có trái rồi. Còn cái cây mà nhà em trồng là cũng 5-7 năm rồi, sắp sửa gần có trái mà nghe nói cả chục năm hơn rồi. Cho nên cái cây đó cũng chưa có đủ, nhưng mà nó lột da hết rồi cả nhà. Nó chuẩn bị chỗ trái rồi. Còn cây này là cây lớn, em mua lớn, khi nó mua nó cũng đã già, nó có trái nên về nó có trái lẹ hơn. Thì tiền nào của đó thì nó mắc, nhưng mà nó có liền đó cả nhà. Còn mình mua cây con thì thời gian nó quá lâu đi, tại cái nho thân gỗ này thời gian đợi chờ quá xá lâu, cho nên là em trồng nhiều cây lắm. Mỗi loại em trồng cái nào thích em trồng 4-5 cây giống nhau, cho nên là phải mua cây lớn để mình ăn từ từ, cây nhỏ nó lên nó cũng là vừa. Em mời cả nhà tham quan nha. Khi mình ra dưới cây thì mình cứ hái cả bụm giống vậy đó cả nhà. Ít nhất một ngày thì em hái được một bụm như vậy đó, mỗi ngày nhìn nó nhỏ vậy chứ nếu mà nó chịu trái là nó đeo cả một cây luôn đó cả nhà. Giờ cũng nhiều lắm rồi đó, mà bây giờ gần vô đông rồi, chắc đợt này cũng là đợt cuối rồi đó. Hoa vẫn còn nở nhưng mà không biết có kịp không, tại cái loại này là tứ quý ấy quanh năm luôn, trái quanh năm, nhưng mà tại Melbourne của mình vô đông sớm quá cho nên em không biết là cái trái nó có lớn kịp không á cả nhà. Ăn nó ngon lắm, nó thơm, nó dễ chịu lắm. Mà ăn vô nó sẽ có cái vị ngộ lắm. Khi mình ăn vô nước nó sẽ mang một cái mùi vị là nước mơ, giống như là mãng cầu, mà khi mình nuốt giống như là mùi măng cụt vậy đó cả nhà, ngon lắm, cả nhà nên thử và mua thử nha. Cái này là cây nho thân gỗ nè, đang tỉa mấy nhánh ở dưới này, không có xài em bỏ hết, cắt bỏ hết để cho nó lấy thân cây thôi. Bây giờ là trái này thấy không, chín hết rồi nè, trái này là chín, là chín là nó căng ra hết rồi, thấy không? Rồi chín, còn trái này là chưa có căng nè, nó hơi nhăn nhăn là chưa có chín, chưa có đủ cái độ chín đó. Giờ mình
nói thôi, giờ cắt ăn thử mới biết được nó ra sao. Nó giống như cây sung mà không phải cây sung nha, cái này nho thân gỗ nha, đó cắt ra. Đó, cây nhà chồng không có sợ thuốc gì hết. Đó, rồi lột ra miếng. Đó, ăn thử, giờ chỉ chùi chùi thôi, chặn bụi thôi. Ngọt. Nó có 2-3 hộp nha. 2-3 cái hộp giống như là hộp nhỏ nhỏ, có mấy hộp apple bự hơn hộp apple chút xíu mà ngọt hơn. Ngay à. Còn chín nhiều lắm. Đây là nho thân gỗ chứ không phải là cây sung nha. Nhìn nó giống trái sung lắm mà không phải trái sung, nó nhiều trái cũng còn. Mai mốt nó là chín nhiều lắm, rộ luôn á. Cắt thì bỏ bớt mấy cái nhỏ nhỏ hết đi. Mua cái thân cây thôi. Ta-da. Hello cả nhà nha, lại là em đây. Hôm nay review cho cả nhà coi cái cây nho thân gỗ nhà em nha. Ở Melbourne hồi như mình không biết mình là có đầu tiên hay sao, nhưng mà mình biết là cũng ít ai có lắm cả nhà. Đây này nó chín đã không? Mỗi ngày ra ăn, đây là trái nó lần chín rồi, nó sẽ hơi mềm mềm nha. Ok, trái này được, mấy trái này mình thấy nó còn cứng nè. Nó chưa có bóng cái da đó, trái này bóng dữ lắm nè, cả nhà thấy không? Nhiều lắm nè, đã không? Từ gốc lên tới ngọn luôn nha. Bây giờ mình sẽ hái ăn thử nha. Ôi ôi, nó đứt nè. Đó, sau đây là mình sẽ ăn để review nha. Trên đầu nữa nè, đã chưa? Đây đó, nó bóng nhớ không? Vậy là ăn được rồi nha. Đấy. Trời ơi, ngon nghe, ngon nghe. Đến thử nghe. Nó giống như là dâu dây của bên Nhật.
coi nho thân gỗ nha. Trời ơi, coi cây nho thân gỗ của mình nè. Từ trên đọt cho đến xuống đây trái đã không? Ở Melbourne đó. Trời ơi, thấy ham chưa? Nó rụng tả tơi mà đau lòng luôn nè. Gió giông rụng bé trời ơi. Trời ơi, nó ngon lắm. Thấy ham luôn á. Không dám nhúc nhích sợ nó rụng á. Thấy thương từng trái luôn á. Trời ơi, nó đỏ, ngoài nó đỏ, nó bự lắm nha. Và ngón tay của mình luôn á, không có nhỏ đâu. Cây này trái trái to. Đó, mấy chị coi nè, bông nở nữa nè. Cây này là nho thân gỗ tứ quý nha. Có trái quanh năm. Mà lâu dữ lắm nó mới có trái. Tiền nào của đó. Trời ơi, nó ngon. Ăn giờ ăn được rồi, mà nó hơi chua chua. Để nó đen á, trời ơi, nó ngọt kiểu lắm mà nó ngon lắm. Ngon hơn cái dâu dây nhiều. Mới nhìn tưởng trái sung ha. Không phải sung đâu. Phải thương lắm luôn nè. Ý chua, trái còn dưới lớp luôn nè. Ngố, nó cứng chua. Mười mấy tuổi rồi, nó nhúi nhúi mấy cái này nè. Đó, nó sần sùi nè. Là nó ra hoa nữa đó. Đấy, đó, nó sần sùi nè. Nó héo cái hoa là nó sẽ ra trái đây nè. Đó, thấy cưng lắm. Ê, cho lấy cho chị một cái chậu lá thuốc. Lá chắc dồi à? Ờ, chắc vậy đó. Thuốc dồi. Dạ. Yeah. Ừ, ok luôn. Cho chị một cái chị về chứ. Đẹp thiệt chứ. Đinh Lăng kìa chị. Này. Đinh Lăng ở dưới quán mắt lắm mà. Chị có bán đâu gái ơi, xe chở không có đi. Dạ, bye bye cả nhà nha. Nếu mà cả nhà có cây ăn trái hay là trồng những cái cây ăn trái ngon tropical của Việt Nam mình thì mong mấy chị chia sẻ với em nha. Ủng hộ kênh của em là Trang Chai Chai Vlog và cho em một cái like, một chia sẻ và một subscribe nha cả nhà. Nếu anh chị có trồng cây ăn trái nào ngon thì cùng chia sẻ với em cho em hay, hoặc là mấy anh chị góp ý cho em cách trồng như thế nào để cùng nhau có được một cái vườn cây ăn trái Việt Nam nha cả nhà nha. Tại em thích cây ăn trái Việt Nam mình, còn như là quýt, ổi, bơ này nọ em cũng thích, nhưng mà ít ra thì nó cũng dễ trồng ở đây. Dù mình có chăm không chăm thì nó cũng sẽ có trái và nó cũng tốt. Còn cây tropical của quê mình thì hầu như nó hơi khó nhưng mà trồng được. Thì em cũng hạn chế cây lắm, cũng không có nhiều. Nếu mà anh chị nào có những cái cây khác mà đã trồng được trên sóng ở trên đất Melbourne thì cả nhà chia sẻ với em để em có thể em đi mua về em bắt chước mấy anh chị em trồng giống mấy anh chị, để có một cái vườn cây đầy đủ trái của Việt Nam mình nha. Em cảm ơn các anh chị đã coi và ủng hộ kênh của em nha. Chúc anh chị dồi dào sức khỏe. Bye bye mấy anh chị nha. Hẹn gặp lại video sau. Thank you. Bye bye.